Thưa quý vị, số ca nhiễm SARS-CoV-2 và nhập viện vẫn tăng kỷ lục ở nhiều tiểu bang của Mỹ, trong bối cảnh hầu hết các bang trên toàn nước Mỹ đang thúc đẩy việc mở cửa hoàn toàn nền kinh tế. Cộng đồng người Việt ở Mỹ vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng như thế nào và bà con đã có những chủ động ứng phó ra sao? Chúng tôi đã kết nối với tiến sĩ dược sĩ Phạm Đức Hùng đang sinh sống và làm việc tại Ohio, Mỹ để có thêm thông tin. Vâng, xin chào anh Hùng. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình Người Việt Nam Châu của kênh VTC10 ngày hôm nay. Thưa anh, hiện tại Mỹ vẫn đang đối mặt với đỉnh dịch COVID-19. Điều này ảnh hưởng ra sao tới người Việt thưa anh? Tình hình dịch COVID-19 ở Mỹ sau một thời gian đã có cảm giác là bắt đầu ngưng trệ. Tuy nhiên dạo gần đây do cái cuộc biểu tình cho nên nó lại tăng lên rất là nhanh và có vẻ là nó chưa có dấu hiệu là thật sự là hạ nhiệt. Và tuy nhiên mọi người cũng đã và đang bắt đầu quen với cái cuộc sống và cái nếp sống có COVID-19, tôi đã nói là vậy, ở Việt Nam gọi là bình thường mới. Thì các cơ quan cũng đã bắt đầu mở cửa lại theo từng đợt và từng pha. Thì hiện giờ như ở cơ quan của tôi thì đã bắt đầu mở cửa lại 75% khả năng rồi, tức là đã cho nhân viên đi làm lại bình thường. Tuy nhiên một số nơi vẫn còn rất e ngại dịch cho nên vẫn chưa có thể hoặc chưa dám mở cửa toàn phần như là các quán bar hay là các quán ăn lớn. Tuy nhiên tôi có thể nói là mọi người đã và đang cố gắng thích nghi và thúc đẩy nền kinh tế trở lại. Đối với người Việt thì có lẽ là rõ ràng nhất là tiệm nail, tại vì người gốc Việt này hay làm nail ở đây thì các tiệm nail cũng đã được mở cửa lại. Tuy nhiên họ bị một cái lệnh là giữ giãn cách xã hội, điều này cũng làm ảnh hưởng khá nhiều đến cái cuộc sống của những người thợ và họ cũng chưa thật sự là có thể đi làm lại bình thường được, tại vì chính vì chính sách giãn cách xã hội này cho nên lượng khách mỗi ngày họ tiếp nhận được ít đi nhiều. Còn đối với những người làm việc mà trong các trường đại học hay là trong bệnh viện hoặc những phòng lab thì chuyện này không ảnh hưởng nhiều lắm. Vâng, vậy thưa anh, trong bối cảnh như vậy bà con đã chủ động thích nghi và sắp xếp công việc của mình như thế nào ạ? Theo tôi thấy là có hai hình thức chính. Một đó là mọi người bắt đầu làm việc qua mạng, thì như là làm việc tại nhà rồi gửi kết quả cho sếp qua trực tuyến, hay là tham gia làm việc trực tuyến, bán hàng và giao hàng, hoặc là tạo ra các sản phẩm trên mạng. Ví dụ như bản thân tôi, tuy là tôi vẫn làm việc tại cơ quan nhưng mà tôi được các bạn khác là những dược sĩ, tiến sĩ mời dự án làm hợp tác là một dự án dược lâm sàng rất là có ý nghĩa. Vậy còn đối với cá nhân anh là một nhà khoa học, một dược sĩ, anh có lời khuyên gì cho bà con trong cộng đồng để họ có thể an toàn và đảm bảo được công việc của mình? Thì với tư cách là nhà khoa học thì tôi có thể nói là cái dịch COVID-19 gây ra bởi con virus SARS-CoV-2 này nó rất là biến đổi và nó rất là khó lường. Từ trước tới nay có lẽ là một cái dịch khó đối phó nhất sau dịch cúm Tây Ban Nha vào đầu những năm 1900. Thì mọi người, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, tiến sĩ, dược sĩ, bác sĩ cũng đang rất là cố gắng là tìm hiểu về những con virus corona này. Tuy nhiên có những thứ chúng ta chưa biết được về nó và chúng ta vẫn đã và đang đương đầu với nó. Thì cái tình hình gọi là khá lạc quan đó là có nhiều cái công ty lớn đã đầu tư vào phát triển vaccine và phát triển thuốc. Thì trong lúc chờ đợi thì chúng ta có thể nói là ít nhất là chúng ta cũng có hy vọng. Và để mọi người vẫn gọi là tiếp tục có hy vọng tốt, để mọi người vẫn tiếp tục duy trì lao động sản xuất, thì tôi nghĩ là mọi người nên nghe theo các khuyến cáo của các cơ quan đáng tin cậy của Mỹ như là CDC, là cái cơ quan phòng bệnh của Mỹ, hoặc là FDA, đó là cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm của Hoa Kỳ. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của anh với chương trình.